À, xin chào các em Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 Ngày mà các bạn 2002 chuẩn bị bắt đầu vào thi à, làm cái video này để cho các bạn thi thử lần cuối vào ngày chủ nhật Tối chủ nhật à, Hy vọng rằng là các bạn à, sẽ thật bình tĩnh Để làm quen trước khi mà chúng ta thi thật vào buổi sáng thứ hai Ở bài toán này là bài toán mã số ID là 002 Một bài toán rất cơ bản mà nó có form đề trong đề thi thử Và trong form đề trong đề thi minh họa Vì thế là các em chiến đấu luôn Thứ nhất là các em tính số pi cho thầy ra Thì các bạn có là ở đây thì có là C5H6 Như vậy vênh giữa 5 và 2 Thì suy ra số pi của thầy sẽ bằng 3 Đó. Vấn đề thứ hai là vấn đề oxy Các em có 3 oxy 3 oxy thì nghiễm nhiên là các em phải nghĩ đến tạp trước rồi Đây là vấn đề thứ hai mà các em chú ý Tiếp tục để xử lý được bài toán này nữa Các em căn cứ vào sản phẩm Các em có thu được một mon Z một mon Z thì tạo ra bốn mon bạc như vậy và z của thầy lại phân nhánh đó thì suy ra ở đây của thầy chắc chắn rằng một tỷ lệ là một chia bốn z tạo ra bốn bạc điều đó suy ra là có hai trường hợp hcho hoặc anhít hai chức đó thì bài toán này bảo rằng là mạch phân nhánh vì thế chất này loại rồi do đó cái anehit này của thầy bé nhất để có mạch phân nhánh thầy có là HOC, lối CH, lối CH3, lối CHO. Đó, thầy thử luôn. Như vậy cái anehit bé nhất này là anehit để có nhánh nó phải chứa 4C. Và 4C thì suy ra chỉ còn 1C nữa thôi. Đó, do đó kem kết luận luôn là cái sản phẩm tạo thành anehit. Đó, thì do đó là đây là phải chứa cái gốc của rượu đói. Vậy suy ra thầy tìm được x gì luôn X của thầy sẽ là HCOO Phải có lối đôi gắn vào Để nó tạo ra được rượu đói Và biến thành anehid Đây thầy có là CH3 Và đây nghiễm nhiên là chức anehid giữ nguyên Đó Đây là x Vậy x khi cộng với NaOH Thì các em thu được cái gì Đó Sẽ là HCOONA Đây chính là Y Đó Cộng với lại rượu không bền biến thành anhidrit hoc c ch3 đó ch và cho ở đây thầy giải thích một chút xíu là rượu không bền như sau. Các em có oh gắn trực tiếp với ch lối đôi c ch3 và cho thì cái rượu này không tồn tại. Đó, nó xảy ra hiện tượng chuyển vị và kết quả là biến thành cái chức anhidrit như này. Đó, Để các em chú ý là thầy thích thêm như vậy và đây chính là Z. Như vậy sau khi tìm được cấu tạo của X, cấu tạo của Y và cấu tạo của Z thì bây giờ các em trả lời các mệnh đề tương ứng. Với mệnh đề A, chúng ta nói rằng là Y phản ứng với NaOH tạo thành hydrobon điều này là sai. Y của thầy là HCOONa khi phản ứng với NaOH vôi tôi sút. Đó, CaO thì kết quả là cơ chế là chuyển cái CONa thành hiro Vậy kết quả tạo thành là H2 cộng với Na2CO3. Và đây không phải là hydrobon Đó, vì thế là loại Đáp án B của thầy là gì? X là hợp chất đa chức, sai X là hợp chất tạp chức Tạp chức tức là chứa hai chức khác nhau Đấy các em nhìn thấy đây Chức ete và chức anđehit như vậy là tạp chức Vậy B cũng loại Đáp án C của thầy là gì? Một mon X phản ứng với 4 Tạo ra 4 mon bạc Một mon X tạo ra 4 mon bạc Đáp án này đúng Lý do vì sao? Bởi vì bản thân X của thầy chứa hai chức anhydride. Chức anhydride thứ nhất và chức anhydride thứ hai nằm ở trong cái chức este của axit formic này. Vì thế là tạo ra bốn bạc là chuẩn rồi, đáp án C luôn. Đáp án D sai vì sao? D sai của thầy bởi vì là X thì không phản ứng được với natri. Không tác dụng với natri. Đó, bởi vì chức este của thầy không phản ứng được với natri, chức anhydride cũng không. Vì thế đáp án D là sai. Như vậy, đáp án đúng ở đây thầy có là đáp án C một cái bài tập mà rất cơ bản quen thuộc để các em có thể là biện luận tìm ra công thức cấu tạo